Hello mọi người, chào mọi người đã trở lại với kênh Sơn Ngọc Kích Cỡ. Thì đúng ra bữa trước mình có tính ra clip trước một hai hôm rồi. Sau cái clip mà review cái tai nghe mà của bạn mình tặng cho mình đó, thì bạn mình đã cho mình hai món, hai cái tai nghe với cái con chuột. Cái mình review coi cái tai nghe rồi, cái mình tính làm với cái con chuột, thì xảy ra một cái điều bất ngờ các bạn. Trời ơi, phải nói mình chưa bao giờ thấy. Đây, thủ phạm là thằng này nè. Đúng là mình đã clip một hai ngày trước rồi. Thủ phạm là thằng này đây. Thì như bao ngày khác thì mình cũng bắt đầu quay clip giới thiệu về hãng của con chuột này, Logitech. Rồi có một số trải nghiệm về những cái món đồ này nè, công nghệ này nè. Đó, như đây nè, các bạn thấy không? Đó, đang rất là hào hứng nha. Đó, giới thiệu rồi đưa hộp các kiểu. Đó, quay luôn cả phần inbox luôn rồi. Đó. Thì mình tới cái đoạn chính á, gần chốt lại video thì mới nói lại một điều. Con này phát các bạn. Trời ơi là trời. Thì cái chuyện mà làm cho mình bực nhất á thì mình sẽ kể cho sau clip. Đó, bây giờ mình sẽ chích dẫn lại cái đoạn mà anh bóc cái con chuột này ra. Mình không nghĩ một cái hãng lớn chuột, hãng lớn Logitech lại bị phát con chuột này, phát một cách y chang luôn nha. Không nghĩ là nó làm gần giống như real luôn, hộp siêu đầy đủ luôn, mã rồi mã quy mã gì mã bạch đầy đủ luôn nha. Đó thì các bạn có thể coi mình anh bóc như thế nào nè. Let's go. Ok mọi người, thì mình sẽ bắt đầu unbox review em đó nha. Thì trước khi vô unbox thì mình sẽ quay sơ lại cái hộp cho chi tiết cho anh em xem. Thì đây là mặt trước, mình thấy một con chuột có một dãy led và chữ G đặc trưng của Logitech. Cái mã của nó là MG102. Ở đây nó có ghi cái chữ là gaming mouse, phải không? Chuột chơi game. Đó, chuột dành cho chơi game. Và có cái ánh sáng có thể synchronize với cái men. Không biết có đúng không, nhưng mà mình chưa có xài lâu. Mình cái này lần đầu tiên mình unbox mình xài luôn. Thường mua cho khách họ xài không à. Đó, 8000 DPI nè. Đó, độ cảm biến 8000 DPI nè. Rồi Logitech dòng G nữa thấy không. Đó, bên hông là một số cái thông tin. Đó, dùng cho Win 10 hay là Mac hay là Win 7 gì đó. Bên đây là cái mã của con chuột là G102. Phía sau là một số thông tin mô tả. Có 6 cái phím cơ bản gì nè. Rồi 8000 DPI, rồi đèn LED đó. Các kiểu hoặc là cái phần mềm dùng chung với cái con chuột. Rồi, bây giờ mình sẽ unbox. Ok, để coi. Ở nãy chưa unbox chưa à, được rồi. Ây da, chắc là cái tiệm họ unbox cái hàng dán tem trước đó. Mình tưởng còn siêu, mình cắt thử. Ây trời ơi, sao mà nó dính cứng vậy. Dẫn nha, ở đây nó không phải ra thôi. Đây, rồi đây. Đây. Đây, bên trong con chuột. Cái này chắc họ tháo cái họ dán tem nè. Bên trong nó sẽ có một cái giấy hướng dẫn bằng tiếng tiếng Trung. Bên hông đây là tiếng Anh, hút góc nhỏ tiếng Anh thôi. Còn đây là tiếng Trung hết. Rồi, cái túi đệm con chuột. Đây là con chuột Logitech G102. Mình không biết tại sao cái này nó bị dính cái dơ chắc là do cái shop họ bán, họ dán tem á, họ cầm mình họ dán á, nên nó làm cái dấu ở đây. Đây thì tổng quan của mình á, khi mà cầm con chuột này lên á, là cái nó có một cái lớp phủ nhung rất là êm. Hả?
cái con lăn nó cũng ok tương đối, nhưng mà mình cảm giác nó so với con Kauga mình đang xài á, với mức giá con này mình mua bên Phương Danh á là con Kauga 500M thì mình thấy nó con lăn nó dễ hơn, cái ga nó to hơn. Đây là phím tăng tốc độ, đây cũng có cái phím tăng tốc độ chuột nè, nhưng mà cảm giác nó cũng như nó này, thấy không, ấp ẹp. Còn đây thì nó là một cái phím cứng rất là ok nha. Đó, cái này thấy đạn này không, tự nhiên thấy con cái gân rôn của nó đó kiểu nhựa nhựa hay sao mà cái nút trên đây nè nó ọp ẹp rồi đó, mình thấy hơi cái kỳ, tại sao hãng lớn như Vitec lại có thể làm một cái con chuột cẩu thả như vậy đó. Tại vì trước á mình có xài sản phẩm của Vitec là cái tay cầm Vitec này nè, mình xài 5-6 năm chưa hư nha, analog không trôi, bấm thoải mái luôn đó, rất là ok luôn. Mà khi bấm cái con chuột này nè, trời ơi, nút nó kiểu nhựa nhựa ọp ẹp là mình thấy nghi nghi rồi đó. Nhấn rất là đã luôn. Mình tăng tốc độ ở đây nè. Con này mình có review, có clip review rồi. Bạn nào có muốn xài giống này thì mình coi ha. Nó tăng là có đèn nè, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Nhưng con này được, con bị cái là nó không có LED ARB gì hết á, RGB gì hết á. Nó chỉ vậy thôi, đơn thuần thôi. Mình chỉ chấm con này nó có cái cây gai thôi nè. Rồi, trở lại nhân vật chính thì ở dưới đây thì mình sẽ có một cái chữ G đó, G Siri. Cái LED xung quanh đây là hai phím back cái lùi rồi đó. Rồi phía dưới là thông tin của con chuột. Thì cái con chuột này thì lúc trước mình có mua giùm khách hàng rồi, nên cái đầu tiên khi mình thấy con chuột này là nó nhẹ giống như một con chuột văn phòng bình thường, mặc dù nó mang cái dáng vẻ là trong cái hộp ghi là Mao Gaming, nhưng mình thấy nó rất là nhẹ, kiểu như cái vỏ của nó không có đá như thế này nè, nó có những cái chỗ để ma sát thì cái này nó trơn lù, hầu như giống như con chuột văn phòng bình thường đó, nên mình hơi thất vọng cái đó. Mình chỉ đánh giá cao cái lớp nhung phía trên này thì mình cầm cho nó êm thôi, còn những cái nút này thì mình thấy nó kiểu như nó cứ sao á, nó ẹp sao nó cũng nó cảm giác bấm mô sướng tay đó đó, thấy không, tới cái đoạn này là thấy nghi nghi rồi, cái nút hả là thấy nè hoặc ẹp là thấy nghi nghi rồi đó. Nhưng bên đây là hai cái nút bự đó. Rồi cái thứ ba mình muốn nói là cái sợi dây này đúng nghĩa là một sợi dây một con chuột trong phòng bình thường, không có bọc dù các bạn. Đúng ra nếu mà Logitech làm bọc dù á thì mình thấy nó lại ok hơn đó, nhìn nó ngầu xịn sò hơn đó. Thì cái dây cắm đó thì thôi mình không nói, dây cắm thì không quan trọng lắm, quan trọng dây dù mình sẽ đứt thôi đó. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra cắm thử coi cái led của nó có đồng bộ không. Ok, thì giờ mình sẽ chỉnh cái camera lên một chút khi mình xoay cái thùng của mình đã đang led như thế này, sRGB như thế này. Rồi mình sẽ cắm chuột vô coi nó có ấy không nha. Mình cắm chuột cái chỗ này cho bạn thấy coi led nó có đồng bộ với cái main không. Thì mình thấy hình như là nó không phải đồng bộ cho main, trong biết mình có cài app lên nó có đồng bộ không nha. Tại con này thì mình cũng mới xài lần đầu. Mình trước cho mình ít xài Logitech. Rồi ok, bây giờ mình thử tải cái phần mềm Logitech của nó. Mình sẽ để bên cái thằng bên đây ha, bây giờ mình ghi hình mình để cái phần mình tải ở đây. Đó, rồi tới cái đoạn này nè, mới là đang nói nè. Cài app vô. Cài app vô phải không? Test thử coi LED RGB có synchronize với main với cái app không. Đó, cài vô. Không connect thiết bị là thấy kỳ lên web tìm hiểu cái nghĩ là cái app nó bị hư. Không hề nha. Sau đó cài 7749 lần nó một cái icon Logitech màu đen á, nó mất icon luôn. Cài đi cài lại reset máy các kiểu luôn 7749 lần luôn. Không nhận. Và lên Google coi thử. Và thấy vô tình thấy được cái clip G102 so sánh dùng file real và fake. Rồi.
Xong tới đó là mình thấy rồi đó, có điểm rồi đó. Rồi bắt đầu coi kỹ vô clip các bạn phân biệt refact. Mới biết con này là con fake nha. Trời ơi là trời. Một trải nghiệm cực kỳ tệ luôn. Tại vì các bạn mình không hề ngành công nghệ nha. Nó chỉ là thấy có chuột tặng cho mình thôi, mà chuột nó lúc nó tặng là new luôn nha. Nó không hề biết nha. Nó không nghĩ tụi hàng fake anh tung cổ này ghê thiệt. Làm y chang luôn. Đang coi nè. Mấy cái giấy dán nè, y chang luôn. Đây. Bó tay nên các bạn lên Shopee á, các bạn mua, các bạn thấy con chuột nào mà Logitech G102 này á, mà giá tầm 150-170 á, không mua nha. Kiếm con nào khoảng chừng 300 mấy trở lên mà chính hãng, mấy cái shop uy tín á, mua thì mới được chính hãng nha. Con này cũng phát ha. Bó tay. Cái này là chỉ gắn vô xài mấy cái máy tính văn phòng á, kiểu như laptop rồi để tích chuột chơi chơi thôi, chứ đúng bó tay con này thiệt chứ. Ban đầu nhìn tưởng đôi thích thiệt. Ok, thì cái clip này mình chỉ cho các bạn biết là con G102 có khác. Và mình muốn chia sẻ các bạn biết. Một phần thứ hai là mình chia sẻ cái trải nghiệm cực kỳ tệ đối với con cục này nha. Ok, hẹn các bạn lúc sau nha. Chào tạm biệt các bạn.